Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trung tâm âm thanh ánh sáng Thanh Huy đang lắp một bộ dàn cho một khách hàng ở Phú Nhuận. Một bộ dàn array bao gồm như sau: 3 cặp array AT30 AR12, 1 cặp xúc hầm đôi 5 tấc ADMAX và một bộ đẩy bao gồm như sau: một con mixer Soundwrap MBX12-2, sử dụng bộ Echo Lexicon cho tiếng ca và tiếng nhạc rất là tốt. Một thiết bị chia nguồn ATA8 giúp bảo vệ dàn máy và tự động tắt mở từng thiết bị khi mà mình tắt mở nguồn. Một bộ Suo UGX10 2 la mã cho khả năng bắt sóng tới 70m trong hú cao và tự động tắt mi khi không sử dụng. Một lọc âm DBX1231, một thiết bị phân tần DBX223XL và sử dụng hai cục đẩy CA62, sử dụng 68 con sò, 2 tăng phô xuyến và có bù áp, mình có thể là đánh ở những nơi mà có bù điện yếu. Và khi mua chọn bộ dàn máy thì các bạn sẽ được tặng một cái tủ máy 16U như thế này, nó sẽ được bọc kín cả trước cả sau các bạn. Và bên mình đã tháo ra rồi, và hệ thống dây rắc và dây loa 4 ruột là tốt. Đó, đây là dây loa 4 ruột và cái dây loa này thì nó được bọc ở bên ngoài rất là bền. Và bên mình đã trang bị toàn bộ các cái đầu 8 pin công để cho mình kết nối loa dễ dàng hơn. Ở phía sau thì bên mình đã kết nối toàn bộ bằng đầu jack pin công hết. Sau này thì mình sẽ test thử cho các bạn nghe chất âm của cái dàn này.